em sẽ đổi lại thêm một màu nữa này. Đây, đây là ánh sáng trắng này. Đấy, đây là ánh sáng vàng này. Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh Việt Nhật Solar. Thì như em thấy hiện nay đang có một số anh chị cũng đang muốn tìm kiếm một bộ đèn năng lượng mặt trời để lắp đặt trang trí cho ngôi nhà của mình, để cho ngôi nhà của mình được đẹp hơn vào buổi tối. Nhưng mà nếu như không được phân tích cũng như là chia sẻ kỹ thì chắc chắn là anh chị sẽ mua được những chiếc đèn năng lượng mặt trời kém chất lượng và nó sẽ không có cái thẩm mỹ cao. Thì hôm nay công ty đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật xin giới thiệu đến cho quý anh chị đèn năng lượng mặt trời chuyên dụng để lắp đặt trang trí cho sân vườn và trang trí cho trụ cổng, trụ tường rào của nhà mình. Đấy, như anh chị nào mà có khu vực sân vườn rộng này mà mình muốn lắp một chiếc đèn nó có ánh sáng tỏa tròn, tỏa rộng thì có thể tham khảo đến bộ đèn năng lượng mặt trời mà em sẽ giới thiệu sau đây. Sau đây xin mời toàn thể quý anh chị cùng bắt đầu video và khám phá về thông số kỹ thuật của hai bộ đèn này. Đấy thì trước hết thì em xin nói qua về thương hiệu Việt Nhật, bởi vì là có một số anh chị hiện nay khi mà tìm hiểu về đèn năng lượng mặt trời mà không may mua phải một chiếc đèn năng lượng mặt trời kém chất lượng mà nhìn vào cái tên đèn thì lại tìm đến một thương hiệu chính hãng để phản hồi. Như vậy là không chính xác anh chị nhé. Đằng sau lưng của em đây chính là logo thương hiệu độc quyền của bên công ty Việt Nhật Solar. Thì khi mà mua đèn chính hãng của bên công ty em, anh chị hãy nhìn vào logo thương hiệu anh chị nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ chia sẻ về đèn trước. Thì đầu tiên đó là một mẫu đèn năng lượng mặt trời chuyên dụng để lắp đặt cho sân vườn, lắp đặt cho những trang viên, lắp đặt cho hồ bơi, tiểu cảnh đẹp, lắp đặt cho những homestay nghỉ dưỡng hoặc là lắp đặt cho những khuôn viên như là nơi đình chùa. Nó rất là đẹp anh chị nhé, và ánh sáng của nó tỏa rộng xung quanh, nó không có điểm mù anh chị ạ. Thì đây chính là chiếc đèn năng lượng mặt trời có tên gọi là đèn UFO hoặc là đèn đĩa bay sân vườn anh chị nhé. Cái hình dáng của nó thì nó rất là giống một chiếc đĩa bay anh chị nhé, hình dáng tròn. Đấy, thì điểm qua về cái hình dáng bên ngoài thì anh chị nhìn thấy nó rất là đẹp, nó rất là đẹp anh chị nhé. Và cái điều đặc biệt của chiếc đèn này đó là chiếc led nó xếp xung quanh đèn, nó sẽ không có bất kỳ một cái điểm mù giống như là chiếc đèn pha, giống như là chiếc đèn đường anh chị nhé. Khi mà mình treo một chiếc đèn đường hoặc là một chiếc đèn pha thì nó sẽ có ánh sáng nó phả ra về phía trước thôi và nó sẽ bị khuất ở đằng sau. Nhưng đối với đèn tròn, khi mà anh chị treo lên cao, nó sẽ tỏa rộng xung quanh 360 độ, rất là đẹp anh chị nhé, rất là đẹp. Còn về yêu cầu chiều cao lắp đặt của chiếc đèn này thì nó sẽ là từ 4 đến 6 mét và sử dụng một chiếc cột tròn có cái đường kính phi là sử dụng phi 60 hoặc là phi 76 anh chị nhé. Đấy, mình treo cao lên cho em, nó rất là đẹp, ánh sáng của nó rất là tốt. Mình có thể trang trí cho sân vườn, khu vui chơi của trẻ con ở trong gia đình, các bãi để xe này, các hồ bơi, các tiểu cảnh, những cái cây bonsai đẹp thì mình lắp lên cái sân vườn nhà mình về buổi tối nó rất là đẹp. Và đặc biệt ấy, là không tốn bất kỳ một đồng tiền điện nào. Điện ở đây là hoàn toàn là từ nguồn năng lượng mặt trời nó trả tiền điện cho anh chị, không tốn bất kỳ một đồng tiền điện nào anh chị nhé. Lắp đặt thì dễ dàng, không phải đi đường dây điện, không phải lo lắng về phần là công tắc bật tắt, mà chiếc đèn này nó hoạt động hoàn toàn bằng bức xạ, tức là khi trời tối đèn tự động bật lên và khi trời sáng thì đèn nó sẽ tự động nó tắt đi, sử dụng rất là tiện lợi anh chị nhé. Đấy, thì đằng sau lưng đèn này được trang bị thêm một tấm pin năng lượng mặt trời là tấm pin mono anh chị nhé, tấm pin mono thì nó sẽ có một cái hiệu suất sạc nó rất là tốt. Đấy, vào những hôm thời tiết nó không có nắng này hoặc là nắng yếu thì nó vẫn đem lại một cái hiệu suất sạc ổn định để cho đèn có thể chiếu sáng được xuyên đêm anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ đo cho anh chị cùng xem về kích thước của đèn. Về chiếc đèn tròn này thì nó sẽ có một cái đường kính đạt được ở đây là 61 cm anh chị nhé, 61 cm này. Đấy, và kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời ở đây đạt được là 50 cm này về phần chiều dài. Còn về phần chiều rộng của tấm pin năng lượng mặt trời ở đây là 34 cm. Nhiều anh chị thường hỏi là tại vì sao tấm pin nó lại nhỏ như vậy. Thì anh chị yên tâm một điều nhé, đây là một tấm pin năng lượng mặt trời mono và bên trong chiếc đèn này được trang bị là 7 cục pin với dung lượng là 42.000 mAh. Thì em cam kết một điều với anh chị là tấm pin này nó thoải mái để đủ sạc cho 7 viên pin bên trong anh chị nhé. Và anh chị thường thấy ở trên đèn này thì có cái công suất là 1.000W, thì không biết là 7 cell pin nó có chạy đủ hay không. Thì có một điều mà anh chị không biết là chiếc đèn này nó có một cái tính năng là đuổi trộm anh chị nhé, tức là cảnh báo về phần chuyển động. Nếu mà anh chị treo đèn này lên cao mà có người
có vật thể hoặc là có bất kỳ một cái gì chuyển động đi qua ở bên dưới đèn, đèn nó sẽ tự động nó sáng mạnh lên, thì lúc đó nó mới tiêu hao nhiều về cái phần năng lượng. Còn nếu như không có người, không có ai và không có một cái gì nó chỉ là bình thường thôi, thì nó sẽ sáng khoảng tầm 30 đến 40% cái năng lượng này, nó tiết kiệm rất là tốt. Đấy, tức là khi có người thì nó mới 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 phát sáng mạnh, còn không có người thì nó sẽ sáng bình thường. Đấy, đủ để mình có thể di chuyển và đi lại. Đấy, thì ví dụ như anh chị treo ở sân vườn nhà mình mà chẳng may buổi đêm mà có trộm vào nhà chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ tự nhiên khi mà trộm đi qua đèn này, nó sẽ tự nhiên nó sáng mạnh lên, nó giống như kiểu có người ở trong nhà người ta phát hiện ra và người ta bật điện đấy. Đấy, thì có thể là người xấu người ta sẽ bỏ chạy ra bên ngoài. Đấy, tại vì sao mà bộ đèn này người ta thường lắp đặt ở những trang viên này, ở những khu nghỉ dưỡng hoặc là mình lắp đặt ở trong sân vườn, với tính năng là an ninh nó rất là tốt anh chị nhé. Và cái đặc điểm của nó rất là hay, đó là về phần đèn năng lượng mặt trời, đèn đĩa bay. Thì xung quanh chiếc đèn này thì anh chị quan sát giúp em là nó rất nhiều chip led và nó có ánh sáng tỏa rộng rất là đều. Và tại vì sao mà chiếc đèn này nó lại được một cái mệnh danh là một trong những chiếc đèn năng lượng mặt trời lắp đặt trang trí sân vườn đẹp nhất, đó là chiếc đèn này nó có thể chuyển đổi được màu ánh sáng anh chị nhé. Đấy, thì anh chị quan sát giúp em này, thì khi mà anh chị bật đèn lên này sẽ có nút nguồn công tắc này, anh chị bật đèn lên này. Đấy, thì đây chính là ánh sáng trắng của đèn. Đấy, đèn nó rất là đẹp anh chị nhá, nó tỏa dáng sáng xung quanh này nó rất là đẹp. Thì đi kèm theo bên nhà sản xuất sẽ đưa cho anh chị một chiếc điều khiển từ xa, thì mình có thể chuyển đổi được màu ánh sáng trên nút điều khiển này anh chị nhá. Đây, ví dụ như đây là ánh sáng trắng này, mà em muốn chuyển đổi thì mình sẽ chuyển đổi sang ánh sáng vàng. Đây chính là ánh sáng vàng của đèn. Và nếu mà anh chị bấm một lần nữa thì nó sẽ chuyển qua chế độ trung tính, tức là bật cả trắng cả vàng lên, nó rất là đẹp anh chị nhá, nó rất là đẹp. Đây anh chị quan sát giúp em này. Đấy, ánh sáng của đèn này nó rất là đẹp nhá. Đây, rất là đẹp này. Anh chị trang trí cho khuôn viên nhà mình nó rất là đẹp và rất là sang trọng. Đấy, buổi tối nhà mình thiết kế rất là đẹp như vậy mà để cho ngôi nhà nó luôn luôn chìm trong bóng tối, sân vườn nó tối mù như vậy thì nó làm cái không khí của nhà mình nó thêm ảm đạm. Đấy, chính vì vậy là mình lắp trước những chiếc đèn này thì nó sẽ rất là sáng và tô thêm cái vẻ đẹp cho cái sân vườn, cho cái ngôi nhà chính mình đang ở như vậy anh chị nhé. Đấy là những cái gì mà em muốn chia sẻ. Và cái điều đặc biệt ở đây á là đèn năng lượng mặt trời này thì nó sử dụng là không tốn một đồng tiền điện nào cả, nó rất là tiết kiệm. Đấy, nên là dù là mất điện này hoặc là không có điện thì đèn nó vẫn sáng anh chị nhé. Ban ngày nó nạp pin và ban đêm thì nó chuyển đổi qua ánh sáng, nó tiêu hao bằng bằng nguồn pin bên trong. Đấy, đấy là về chiếc đèn năng lượng mặt trời đĩa bay. Đấy, anh chị một lần nữa em sẽ để lại cho anh chị cùng xem nhé. Đèn nó rất là đẹp. Đấy, treo treo thì mình treo lên trên nó như thế này thì nó sẽ có ánh sáng tỏa rộng ra xung quanh, nhìn nó rất là hay anh chị nhé. Đấy, nên là anh chị nào mà muốn mua chiếc đèn này thì có thể liên hệ trực tiếp đến hotline bên công ty em để đặt hàng. Đấy, thì khi mà anh chị mua bộ đèn này ấy, thì anh chị sẽ nhận được một chiếc đèn này, một chiếc điều khiển từ xa. Đấy, bên trong đã có sẵn ốc vít rồi, mình về mình chỉ sắm cột lên là mình treo đèn thôi. Và kèm theo sẽ là một phiếu bảo hành dài hạn của bên công ty em, trong quá trình bảo hành là 3 năm anh chị nhé, bảo hành 3 năm về đèn. Đấy, nên là nếu mà ví dụ đèn nó bị lỗi, bị trục trặc gì trong vòng 2 tháng thì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho anh chị và sẽ có người mang đèn đến tận nhà đổi cho anh chị nhé. Đấy, đấy là về phần chế độ bảo hành cũng như là giới thiệu chi tiết về thông số của đèn UFO có công suất là 1.000W. Tiếp theo đó là những anh chị nào mà đang có những cái trụ cổng này, trụ tường rào đẹp, to, bệ vệ thì có thể quan tâm đến mẫu đèn năng lượng mặt trời có tên gọi là đèn trụ cổng này anh chị nhé. Đèn trụ cổng này thì anh chị quan sát giúp em, riêng về thiết kế bên ngoài thì nó quá là đẹp và quá là sang trọng anh chị ạ. Hình ngôi nhà này đấy, rất là hiện đại. Thì trên cái bề mặt của ngôi nhà này nó sẽ có thêm là những tấm pin năng lượng mặt trời này ở bốn hướng anh chị nhé. Đây, 1, 2, 3 và 4. Nên là nhà anh chị có thiết kế ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc thì bộ đèn này đều nhận được ánh nắng để nạp pin. Còn về chất liệu của chiếc đèn này thì đó là chất liệu vỏ nhôm này, nó rất là bền và được sơn tĩnh điện này cũng như là sơn chống rỉ bên ngoài rồi, nó không có chuyện là bay màu được anh chị nhé. Đấy, đèn rất là bền, rất là đẹp và rất là sang trọng. Đấy, thì ở đây em muốn chia sẻ với anh chị về mẫu mã ấy, thì em có rất là nhiều kiểu. Đây là mẫu đèn năng lượng mặt trời trụ cổng mà có hình thư pháp là chữ phúc anh chị nhé. Còn đây là đèn năng lượng mặt trời trụ cổng có thiết kế ô cửa sổ này, nó rất là đơn giản đấy, nhưng mà anh chị có thể nhìn thấy nó rất là sang. Còn về màu sắc ấy, thì đây em có màu đen này và màu vàng. Đấy, anh chị tùy vào anh chị thích mẫu nào thì mình có thể lắp lên cho trụ cổng, trụ tường rào, trụ ban công của nhà mình những bộ đèn này. Đấy, còn đây là một mẫu nữa, đó là mẫu hình cây tùng. Hình cây tùng này nó rất là đẹp anh chị nhá. Còn chất liệu của nó đều là làm bằng vỏ nhôm anh chị ạ. Đấy, đây là màu đen này, màu đen ô cửa sổ này.
Đấy, thì anh chị nào mà quan tâm đến bất kỳ một mẫu đèn năng động mặt trời nào thì có thể liên hệ trực tiếp đến bên công ty em. Em sẽ tư vấn này, hỗ trợ cho anh chị về cách thức lắp đặt này và báo giá cho anh chị. Riêng về mẫu đèn năng động mặt trời trụ cổng này thì bên em có hai size anh chị nhé. Đó là size tức là về phần chiều vuông này, tức là dài rộng của trụ cổng, thì là đây là size 30. Ngoài ra thì em có size to hơn là size 40. Thì ví dụ như là những cái size 40 á, thì mình nên lắp ở trụ cổng. Còn size 30 thì mình lắp ở trụ tường rào, trụ ban công anh chị nhá. Đấy, còn về phần bảo hành thì bên nhà em bảo hành với thời gian là 5 năm cho bộ đèn năng lượng mặt trời trụ cổng này. Bởi vì đơn giản là chất lượng của nó rất là tốt và rất là bền anh chị nhá. Đấy, khi giao hàng thì anh chị sẽ có quyền là kiểm tra và test thử hàng. Còn về độ sáng của đèn trụ cổng thì bên nhà em cái bộ đèn này này nó sẽ có thêm là điều khiển, và đặc biệt ấy, là buổi tối nó sáng lên nó rất là lung linh, nó rất là đẹp anh chị nhá. À, mình có thể chuyển đổi được màu ánh sáng ở bên trong đèn, ánh sáng trắng, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính, ánh sáng đỏ, nó rất là nhiều màu. Đấy, thì một lát nữa em sẽ test về độ sáng để cho anh chị cùng xem về ánh sáng của đèn năng lượng mặt trời trụ cổng. Đấy, thì anh chị nào mà có nhu cầu muốn mua đèn đĩa bay UFO hoặc là muốn mua đèn năng lượng mặt trời trụ cổng với cái vấn đề cam kết về chất lượng này cũng như là yên tâm về chế độ bảo hành thì có thể liên hệ trực tiếp số hotline đang chạy trên màn hình. Bên nhà em sẽ ship hàng đến tận nhà cho anh chị. Đấy, và khi mà nhận hàng thì anh chị có quyền là mở ra kiểm tra và test thử hàng, test thử về độ sáng này, mình kiểm tra về thông số kỹ thuật của đèn xem có chuẩn hay không. Đấy, trên phía bảo hành thì đã có số hotline của công ty, địa chỉ công ty, địa chỉ của trung tâm bảo hành và có nội dung bảo hành ở bên trong, có dấu đỏ của công ty rồi anh chị nhé. Đấy, còn những anh chị nào mà là dự án này, làm dự án này, anh chị là chủ đầu tư, anh chị là đại lý, nhà phân phối mà muốn được kết hợp với công ty em lấy số lượng lớn và yêu cầu là giá thành tốt thì có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của bên công ty em. Đội ngũ tư vấn sẽ báo giá cho anh chị là cách thức nhập hàng này, số lượng, và tư vấn cho anh chị để làm sao mình có thể lấy được những bộ đèn năng lượng mặt trời chất lượng bán ra ngoài thị trường anh chị nhé. Ngoài ra thì bên em có những dòng đèn năng lượng mặt trời khác như là đèn đường năng lượng mặt trời, đèn dự án công trình năng lượng mặt trời, đèn pha năng lượng mặt trời, đèn chống lóa, đèn ốp trần và rất nhiều các mẫu đèn năng lượng mặt trời để anh chị có thể tham khảo và xem. Anh chị hãy bấm đăng ký kênh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mới nhất của bên công ty đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật Solar thường xuyên đăng tải trên mạng. Và hãy bấm cho em một nút like nếu thấy video này hay và chia sẻ cho mọi người cùng xem anh chị nhé. Sau đây em sẽ cho anh chị cùng xem qua về chất lượng, độ sáng thực tế của đèn đĩa bay và đèn năng lượng mặt trời trụ cổng anh chị ạ. Thì đây chính là cái độ sáng thực tế của mẫu đèn năng lượng mặt trời trụ cổng anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ tắt đi này, trước hết em sẽ tắt một số đèn đi nhé, để cho anh chị cùng xem này. Đấy, hiện tại bây giờ đang không có ánh sáng của đèn này. Đấy, đang không có ánh sáng của đèn thì nó như thế này. Còn khi mà về đêm ấy, đèn nó sẽ bật lên, nó sẽ như thế này anh chị nhá. Đây, nhìn đẹp không ạ? Nó rất đẹp anh chị nhá. Đây là đối với cả mẫu đèn năng lượng mặt trời có size 30 và size 40, thiết kế là hình ô cửa sổ và thiết kế hình cây tùng anh chị nhá. Đấy, thì anh chị có thể quan sát này, đèn nó rất là đẹp này. Đấy, đây là anh chị để trên trụ tường rào, lên trụ cổng nhà mình nó rất là đẹp và rất là sang trọng. Thì bây giờ em sẽ đổi màu cho anh chị cùng xem. Đây là ánh sáng trắng của đèn nhé. Bây giờ đến ánh sáng vàng này. Đấy, đây là ánh sáng vàng của đèn nhé. Anh chị muốn đổi màu nào cũng được theo ý thích của mình. Đèn tự động bật vào buổi tối và tự động tắt vào ban ngày, rất thông minh. Buổi tối thì nó sẽ tự động nó sáng lên anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp này. Đây, em sẽ đổi lại thêm một màu nữa này. Đây, đây là ánh sáng trắng này. Đấy, đây là ánh sáng vàng này. Đấy, đây là đối với cả mẫu đèn năng lượng mặt trời có cái thiết kế là hình ô cửa sổ. Đấy, và hình cây tùng thì nó sẽ có màu sắc như thế này. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu sang mẫu đèn năng lượng mặt trời có thiết kế đặc biệt. Đó là mẫu đèn năng lượng mặt trời có hình chữ phúc này. Anh chị quan sát nhá. Bộ đèn này thì nó có một điều đặc biệt là nó sẽ có 4 màu ánh sáng. Em sẽ bật đèn lên này. Đây anh chị nhá. Đây là size 30 và size 40. Thì em sẽ để sát như thế này để cho anh chị cùng xem. Đấy, đây là size 30 và size 40 này. Rất lung linh anh chị nhá. Nhìn cái ngôi nhà của mình nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đây là ánh sáng vàng này. Đấy, bây giờ em sẽ đổi màu này. Đấy, cái đèn này nó có sẽ có thêm là màu ánh sáng đỏ nữa anh chị nhá. Nó sẽ có thêm màu ánh sáng đỏ nữa này. Đây. Anh chị quan sát này, nó rất đẹp anh chị ạ. Đấy, nó rất là đẹp. Bao gồm ấy là ánh sáng đỏ này, ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và đây là ánh sáng trung tính. Đấy, riêng mẫu đèn chữ phúc này nó sẽ có 4 màu để cho anh chị có thể lựa chọn. Đấy, về đêm bật lên nó rất là đẹp anh chị nhá. Một lần nữa em sẽ bật tất cả các đèn lên để cho anh chị cùng xem. Đây. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy này, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đây, em sẽ đổi màu đây, em sẽ để màu này là màu đỏ này. Đây, màu đỏ đây nhá.
anh chị quan sát này. Đây, còn những cái đèn này thì em sẽ đổi sang màu trắng vàng, liên tục đổi màu anh chị cùng xem luôn. Đấy, rất là đẹp, rất là đẹp và rất là sang trọng đúng không ạ? Đấy, nên là những anh chị nào mà có ý định lắp đèn năng lượng mặt trời này để trang trí cho sân vườn ngôi nhà của mình, hãy liên hệ trực tiếp với hotline bên công ty em. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip.